Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của 24 giờ chuyển động hôm nay, cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cùng đồng phạm hầu tòa. Sau vụ tài xế ô tô 63 tuổi lái xe tông 17 xe máy ở Hà Nội, dư luận đặt ra vấn đề là có nên giới hạn độ tuổi cho người lái xe ô tô. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường lực lượng hỗ trợ giảm tải đăng kiểm. Độc đáo mẫu du thuyền trong suốt giờ công kệ in 3D. Kính chào quý vị thính giả, chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi là Ngự Bình và Phú Khánh, chào mừng quý vị đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị bắt đầu đi vào đường dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng. Tin nóng. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 4, cựu giám đốc bệnh viện tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cùng đồng phạm đã được dẫn giải đến tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để hầu tòa. Ông Tuấn về hầu tòa với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, can thiệp sai phạm vào đấu thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 53 tỷ đồng. Ngoài ông Nguyễn Quang Tuấn, phiên tòa còn đưa ra xét xử 11 đồng phạm khác cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa xử 12 bị cáo dự kiến kéo dài trong năm ngày. Cáo trạng xác định do các mối quan hệ thân quen, ông Nguyễn Quang Tuấn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trúng gói thầu thiết bị y tế của bệnh viện Tiêm Hà Nội. Sau khi trúng thầu, công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát đã nâng khống giá thiết bị gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng cho nhà nước. Cáo trạng xác định vào các dịp trước Tết âm lịch năm 2016-2017, tại phòng làm việc của cựu giám đốc bệnh viện Tiêm Hà Nội, ông Đảng đã biếu ông Tuấn 10.000 đô la Mỹ để cảm ơn vì ông Tuấn đã tạo điều kiện cho công ty Hoàng Nga trúng thầu. Theo chỉ đạo của Nguyễn Quang Tuấn, bị can Hoàng Thị Ngọc Hưởng làm việc với các nhà thầu sau khi trúng thầu phải trích lại từ 2 đến 5% giá trị gói thầu dưới hình thức hỗ trợ bệnh viện chi phí hội nghị, hội thảo, đào tạo các bác sĩ. Trong đó, công ty Hoàng Nga hàng năm hỗ trợ 300 triệu đồng. Các khoản tiền này không được phòng kế toán hạch toán theo dõi riêng. Ngày 16 tháng 4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án bắt tạm giam một đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh 1983, trú phường Phú Hội, thành phố Huế. Theo cơ quan công an, nhằm tạo lòng tin cho nhiều người để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Vân lập tài khoản Facebook ảo Đỗ Phương Thảo, có địa chỉ sống tại thành phố Hồ Chí Minh, là vũ công và là người yêu của nam ca sĩ DN đồng thời nhắn tin trên mạng xã hội với chị TN tên viết tắt sinh 1987 và chị TT sinh 1995. Đối tượng Vân nói với chị N và chị T là đang xây lăng mộ cho mẹ, làm thủ tục visa cho từ thiện, trả tiền viện phí. Đối tượng này còn nói đang sao bán thừa đất tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh mà chưa bán được để đặt vấn đề vay mượn tiền của chị N và chị T hơn 1 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vân khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 16 tháng 4, mạng xã hội chia sẻ clip một nhóm khoảng 20 người cầm hung khí đuổi đánh một nhóm thanh niên gây náo loạn trên đường. Nhận được tin báo, công an huyện Hóc Môn đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất dữ liệu camera để điều tra. Vụ việc xảy ra trên đường song hành quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Anh L tên Độc Tắc, 31 tuổi cho biết, tối ngày 3 tháng 4, anh cùng nhóm bạn khoảng 7 người đang đi trên đường Lê Thị Lơ, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn thì bất ngờ bị nhóm 8 người đi trên 4 xe máy ập vào tấn công. Anh L cùng nhóm bạn chạy đến ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp thì nhóm trên bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, nhóm anh L đi về đến giao lộ Lý Thường Kiệt song hành quốc lộ 22 thì tiếp tục bị nhóm trên cùng với hơn 10 người khác cầm nhiều cây chĩa loại cây cán dài khoảng 3m phần đầu gắn mũi nhọn bằng kim loại xông vào đánh theo hình ảnh từ camera nhóm của anh L bị các đối tượng cầm cây chĩa đâm liên tục vào người gây án xong các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ việc khiến anh L và một người khác bị cây ba chĩa găm vào ngực đùi Liên quan đến hai vụ cướp giật dây chuyển manh động xảy ra tại Đồng Nai, Công an huyện Nhân Trạch đã bắt giữ hai đối tượng cùng ngụ xã Phú Đông huyện Nhân Trạch là Lâm Vĩnh Đông, 33 tuổi, tên tự gọi là Quẹo, và Cao Quyển Minh Bích, 28 tuổi, về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu của công an vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bích điều khiển xe máy áp sát bà THH, tên viết tắt, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, đang đi bộ bên lề đường Hùng Phương, xã Vĩnh Thanh, còn đông ngồi phía sau dùng tay giật dây chuyền của bà H. Sau đó cả hai đến tiệm vàng tại xã Đại Phước, huyện Nhân Trạch bán được 4 triệu đồng ngày 17 tháng 3 năm 2023, khi đi trên đường Lý Thái Tổ, xã Phú Thạnh, huyện Nhân Trạch, cả hai lại giật dây chuyền của bà HTB, tên viết tắt ngụ xã Phú Thạnh đang lưu thông trên đường và bán được 4,6 triệu đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, bị hại không trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình và nghiệp vụ, công an huyện Nhân Trạch đã tổ chức truy xét và bắt giữ hai đối tượng Đông và Bích để xử lý. Thưa quý vị, sau vụ tài xế ô tô 63 tuổi lái xe tông 17 xe máy ở Hà Nội, dư luận đặt ra vấn đề là có nên giới hạn độ tuổi cho người lái xe ô tô. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện này trong tiểu mục Nóng trên mặt báo ngay sau đây. Tiểu mục Nóng trên mặt báo Ngày 15 tháng 4, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã khởi tố tạm giam tài xế lái xe ô tô là ông Hoàng Ngọc Vĩnh, 63 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoảng 3 điều 260 bộ luật hình sự. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 4, ông Vĩnh lái xe ô tô chở vợ từ bệnh viện tim cơ sở 2 trên đường Võ Chí Công đi về trung tâm thành phố. Đến ngã tư giao với đường Xuân La, ông Vĩnh lái xe vượt lên khỏi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Cú vượt nhanh làm xe của ông Vĩnh tông vào hàng loạt xe máy, tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng, 22 người bị thương. Ông Vĩnh khai đang di chuyển thì xe bất ngờ tăng tốc lên khoảng 60 km/h, ông hoảng loạn cố gắng đạp phanh nhưng không có tác dụng nên chuyển về số mo. Ông khai rằng, có thể sau đó tôi đã đạp nhầm giữa chân phanh và chân ga, khiến xe lao như điên trong khoảng 40 giây. Cảnh sát không phát hiện ông Vĩnh có rồng độ cồn hay là dấu hiệu sử dụng chất cấm. Trước ảnh tượng của vụ tai nạn, nam tài xế đã bật khóc khi vừa mở cửa xe bước ra. Lãnh đạo công an Tây Hồ cho biết, bước đầu ông Vĩnh khai nhận toàn bộ hành vi, thể hiện sự ăn năn hối lỗi, các bên đang tiếp tục thỏa thuận về bồi thường dân sự. Vâng, vì khởi tố người lái xe này là hoàn toàn hợp lý vì ông đã gây ra thảm cảnh bao nhiêu người bị thương, trong đó có một số bị thương rất nặng. Sự cố ông đạp nhầm chân ga có thể thông cảm về mặt tình, nhưng về lý, đã là người lái xe thì phải tỉnh táo sáng suốt để xử lý các tình huống. Ông cũng có thiện chí bồi thường cho nạn nhân, nên hy vọng đây là tình tiết giảm nhẹ cho ông khi bị khởi tố. Dù người tài xế đã có tuổi này tỏ ra rất ăn năn hối hận cũng như có trách nhiệm về vụ tai nạn do mình gây ra, thế nhưng luật là luật và đa số mọi người đều ủng hộ quyết định trên của công an quận Tây Hồ. Đồng thời đọc qua các ý kiến bằng đầu trên các báo và mạng xã hội thì hầu hết mọi người đều cho rằng người già trên 60 tuổi, cái tuổi mà nhà nước quy định cho nghỉ hưu thì đa số là đã mắc kém, chân tay chậm chạp, không còn nhanh nhẹn như những người trẻ tuổi được. Đã thế đường phố Hà Nội và nhiều đô thị lớn trong cả nước đã ngày càng đông đúc và chật hẹp đến đi bộ sang đường còn khó, nên khi sức khỏe tuổi tác không đảm bảo thì không cho phép lái xe ô tô, thậm chí cả xe máy nữa. Nhân vụ người tài xế 63 tuổi gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn này, chúng tôi đã tìm đọc lại các quy định của ngành giao thông vận tải, thì thấy một điều hết sức bất ngờ là không hề có một quy định nào về giới hạn độ tuổi lái xe cả. Tại Điều 17 thông tư 12 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải chỉ có các quy định Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam. Trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép lái xe hạng A4 B2 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Theo quy định trên thì không có độ tuổi tối đa để lái xe ô tô. Điều đó có nghĩa là nếu có đủ điều kiện về sức khỏe và trình độ lái xe thể hiện qua giấy phép lái xe thì người lái có thể điều khiển xe ô tô. Như vậy, chỉ có giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người lái xe có đề cập đến độ tuổi của người tham gia giao thông. Thời hạn giấy phép lái xe hạng B1 được xác định khi cười tham gia giao thông là đến đủ 55 tuổi đối với nữ và đến đủ 60 tuổi đối với nam. Trong trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam, thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Như vậy, pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về giới hạn độ tuổi người tham gia giao thông không được phép lái xe ô tô. Đây chính là một lỗ hỏng của luật giao thông đường bộ mà thiết nghĩ là cần phải sớm được lắp kín lại, càng sớm càng tốt, để không còn những vụ tai nạn thương tâm xảy ra mà một trong những nguyên nhân là do tuổi tác của người lái xe đã già cả, yếu đuối, mắc mờ, chân chậm, phản ứng kém khi gặp tình huống bất trắc trên đường. Tiểu mục Đông tay chuyển động tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, cứ theo chu kỳ vào tháng 4, lượng phương tiện đi xét xe tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng mạnh, dẫn đến nguy cơ ùn tắc quá tải. Để giảm tải, nhiều lực lượng đã được tăng cường hỗ trợ giúp việc đăng kiểm nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn cho người dân. Sau đây là ghi nhận của công tác viên chương trình. 8 giờ sáng tại trung tâm đăng kiểm 5003S nằm trên đường quốc lộ 13 thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Từ trong khuôn viên cơ sở kéo dài ra đường gần cả cây số, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ đợi. Nhiều tài xế phải mất từ 2 đến 3 ngày chờ đợi rất mệt mỏi vẫn chưa đến lượt. Xe gần hết hạn đăng kiểm nhưng chủ xe vẫn lay hoay chưa đặt được lịch hẹn kiểm định. Ông Nguyễn Tấn Toàn, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nói: xếp hàng từ chiều hôm qua giờ đó từ chiều hôm qua đó lúc 7 giờ tối tới hơn giờ hôm nay là gần 10 giờ mà chưa thấy vô được là biết rồi đấy. từ đây khoảng 2 giờ chiều nếu mà tới khu vực này phải 2 giờ chiều mới vô ông Đào Văn Minh ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tối giờ là mình lại đến đây khoảng 8 giờ mình xếp hàng vô tới đây nếu mà nó có lỗi hỏi gì thì mình cứ đi ra mình làm lại để mà mình vô mình kiểm định chứ còn nếu mà không có muốn là để cho nó trục chặt tại mình đi mình cũng muốn cho an toàn để giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm, giảm ủng tắc giao thông và tiêm ẩn mức an ninh trật tự, Bộ Công an và Công an thành phố đã tăng cường thêm cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ, đồng thời đề nghị các trung tâm rà soát thay đổi phương thức đăng kiểm, làm hết lượng xe đã nhận, đã hẹn, linh hoạt trong việc dán tem đăng kiểm hoặc đưa cử dân tự dán nhằm tránh thời gian chờ đợi. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết. Việc mà tổ chức thực hiện thì chúng tôi là đã chỉ đạo là các trung tâm đăng kiểm là rất phát là phải giải quyết đủ cái số lượng xe ở trong ngày có nghĩa là chúng ta phải làm hết đăng kiểm hết cho bà con chứ không phải là đăng kiểm hết thời gian là thuận lợi chết cho người dân và trong một ngày đó thì hẹn bao nhiêu cái phương tiện đến đăng kiểm thì phải giải quyết hết để đồng thời có việc mà tổ chức uh, triển khai thực hiện bằng phương truyền thông để người dân biết được người dân chủ động để đến đăng kiểm. Theo chu kỳ dự kiến trong tháng 4 sẽ có hơn 100.000 phương tiện tại thành phố Hồ Chí Minh cần đăng kiểm, trong khi các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động chỉ đáp ứng được hơn 53% nhu cầu. Do vậy, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị cho phép các trung tâm đã tạm đóng cửa được hoạt động trở lại để đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Ngoài các giải pháp của cơ quan chức năng để tránh quá tải và mất thời gian chờ đợi lâu, người dân doanh nghiệp nên chủ động đăng ký qua các ứng dụng online, đường dây nóng của các trung tâm thường xuyên bảo dưỡng xe tốt, đóng phạt củi trước khi đi đăng kiểm để quá trình kiểm định không mất thời gian. Thưa quý vị, những ngày qua trên khắp các vùng sóc đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long đã rộn ràng đón mừng Tết cổ truyền John Năm Thơ May tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn. Niềm vui đón năm mới hòa cùng không khí rộn ràng ngày Tết quân dân không chỉ mang đến niềm vui trọn vẹn đầm ấm cho bà con đồng bào Khmer mà còn góp phần tô thắm thêm tình quân dân keo sơn gắn bó xây dựng thế trận lòng dân ngày thêm vững chắc. Vui đón Tết trung thu năm thơ mây, đồng bào Cơ Me xã Tân Mỹ, huyện Trà ôn tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bánh mứt. Năm nay người dân xã Tân Mỹ phấn khởi hơn khi đón trên 600 đại biểu thuộc các sở ngành đoàn thể và chiến sĩ lực lượng vũ trang về địa phương vừa cùng đón Tết cổ truyền vừa sôi nổi tham gia chương trình Tết quân dân. Bộ đội về ăn Tết, đồng bào Cơ Me nhiệt tình đón tiếp tiếng cười, lời hát rộn rã làm cho không khí Tết càng thêm sung túc. Bà Thạch Thị Ni, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, nói à, Mấy chú bộ đội về vậy càng tăng thêm tình đoàn kết dân quân á. Cô mong rằng sắp tới cái uh, duy trì được cái phong trào này để cho cái vùng quê mình nó nó phát triển uh, hơn rồi uh, vui vẻ hơn gì mà trong mấy ngày Tết. Thượng úy Lưu Quốc Cư, tiểu đoàn đặc công Bộ Tham mưu Quân khu 9 cho biết tinh thần của bà con đây là tiếp bộ đội là tiếp đón là nhiệt tình là vui vẻ phấn khởi bản thân thì cũng như là cố gắng nỗ lực như là phấn đấu như là làm như là hết khả năng của bản thân để phục vụ giúp bà con nhân dân như là ăn cái, cái Tết như là vui tươi đoàn kết à. với phương châm gần dân sát cơ sở Tết Quân dân năm 2023 gắn với ngày hội văn hóa thể thao đồng bào Khmer có nhiều hoạt động thể thao trò chơi dân gian văn hóa văn nghệ đặc trưng của đồng bào Khmer ở địa phương. Đặc biệt, các cấp ngành và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân cùng tham gia nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới. Mỗi công trình phần việc đều ghi dấu ấn đóng góp của lực lượng vũ trang cùng người dân với mong muốn đồng bào Khmer xã Tân Mỹ đón Tết cổ truyền sung túc, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân và dân. Ông Thạch Ngọc trưởng ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, nói. Để nói bà con rất phấn khởi, có nghĩa là ai cũng chuẩn bị à, là có cái đèn đường, rồi có cái đường giao thông thuận lợi, nên ai cũng là trang trí là sạch nhà cửa sân vườn. Đại tá Phạm Văn Khiêm, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, trưởng ban tổ chức quân dân cho biết. Từ cái hoạt động chúng ta chăm lo cái Tết Trước đây chúng ta tổ chức Tết cho người Kinh, hiện nay chúng ta tổ chức Tết cho người Khmer. Thì chúng ta đã chăm lo tốt cái đời sống vật chất tinh thần cho một bộ phận người dân tộc nghèo, khó khăn, gia đình chính sách và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Nó đem lại cái diện mạo mới, đem lại cái cuộc sống là vui tươi, ấm no hạnh phúc hơn cho người dân tộc Khmer nhân dịp Tết cho năm thơ mây. Một khu vui chơi ở Ai Cập mới đây đã giới thiệu mô hình giải trí trước nay chưa từng có tại quốc gia này. Đó là một mê cung với những căn phòng phục vụ thú vui chụp ảnh selfie. Khu vui chơi có tên Hội trường ảnh Selfies, tọa lạc tại thủ đô Cairo của Ai Cập, được lấy tưởng từ những mô hình giải trí tương tự trên thế giới. Khách tham quan bước vào đây như lạc vào một mê cung gồm nhiều không gian được thiết kế theo những chủ đề màu sắc và ánh sáng khác nhau chị Eban Abdelaziz, đồng sáng lập hội trường ảnh Selfies Ai Cập, chia sẻ. Ý tưởng về một bảo tàng chụp ảnh selfie tương tác đã xuất hiện trên thế giới từ năm 2016 và giờ đây chúng tôi đã mang mô hình này về Ai Cập. Hội trường ảnh selfie được thiết kế như một mê cung để khách hàng thỏa thích, khám phá các chủ đề khác nhau và có trải nghiệm độc đáo. Ngoài việc thỏa sức chụp những bức ảnh selfie độc đáo, khách tham quan còn có thể trải nghiệm những trò chơi như cầu trượt, nhà banh. Những nhà sáng lập khu vui chơi này hy vọng, nơi đây không chỉ giúp khách tham quan có những bức ảnh đẹp, mà còn tạo nên những kỷ niệm vui vẻ đáng nhớ. Một nhà thiết kế du thuyền vừa gây chú ý khi giới thiệu mẫu du thuyền hạng sang mang tên Pegasus với hình dáng độc đáo và sử dụng công nghệ ít gây hại tới môi trường. Nhà thiết kế Joseph Forakis đã có ý tưởng chế tạo một chiếc du thuyền cao cấp với chiều dài lên đến 88 mét cùng vẻ ngoài khác lạ. Du thuyền này gần như vô hình trong môi trường xung quanh và ít gây hại tới môi trường. Ý tưởng của Forakis được cho là chưa từng có trên thế giới. Trên bản thiết kế, du thuyền được trang bị những đôi cánh có gắn kính và chúng sẽ hoạt động như mặt gương phản chiếu môi trường xung quanh, qua đó giúp nó dễ dàng giấu mình vào môi trường xung quanh. Các tấm pin mặt trời được gắn lên cấu trúc thượng tầng của du thuyền để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện phân hydro từ nước biển. Forakis ước tính rằng có thể mất từ 5 đến 7 năm để đóng du thuyền. Ông hy vọng du thuyền có thể ra mắt công chúng vào năm 2030. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tiểu mục Cà phê không đường phản ánh tình trạng sạt lở tiến sát chân nhà ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, khiến người dân lo lắng phải đi thuê nhà trọ để ở. Tiểu mục chuyện kỳ mới – chuyện về hai cô gái khuyết tật lập doanh nghiệp xã hội xanh. Tiểu mục cà phê không đường. Tiểu mục cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng chú ý xảy ra ở Đồng Tháp. Thưa quý vị, ở tổ 3 ấp Tân Phú, xã An Nhân, huyện Châu Thành của tỉnh này, có đoạn đường dài gần 50 m bị sạt lở nhiều năm nay và nghiêm trọng hơn vào năm 2022 nhưng vẫn chưa được sửa chữa xong, khiến việc đi lại của người dân và học sinh nơi đây gặp khó, thậm chí người dân phải bỏ nhà ra ngoài thuê nhà trọ để ở. câu chuyện được phân ánh cụ thể qua phóng sự sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Tại điểm sạt lở không có lối đi và được đặt hai biển thông báo đường đang sạt lở. Đoạn sạt lở xuất hiện từ năm 2016 được chính quyền địa phương thông báo cấm giao thông và gia cố lại vào năm 2018 nhưng phía người dân và học sinh vẫn đi lại nên việc sạt lở trở nên nghiêm trọng hơn vào năm 2022 em Thái Thị Kim Thoa, học sinh trường Trung học Cơ sở An Nhân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nói: Ở "Lần em đi ngang đường này thì phải dắt qua cái đoạn khúc sạt lở này, nó khó khăn. Để nước lớn thì đường nó ngập, thì nó không có thấy rõ đường đi thì nó bị trượt chân". Bà Trần Thị Hoàng, người dân đoạn sạc lỡ ấp Tân Phú, xã An Nhân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nói đi không được té lên té xuống rồi lỡ tới nhà tôi luôn rồi đó gần tới hàng ba rồi đó đó rồi chỗ đâu tôi ở đây hai cái nhà đứa cái con tôi hai thằng trai đứa cái, cái nền đó có cái nhà đó mà vợ thằng kia nó sợ đi rồi nó đi sợ lỗ đùng đùng đó rồi đi rồi đi mới nhà trọ ở Người dân tự gia cố bằng đất bao để có lối đi tạm thời trong thời gian chờ chính quyền gia cố sửa chữa, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Người dân mong muốn đoạn đường này sớm được gia cố lại để người dân an tâm sinh sống. Ông Võ Đình Trọng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết. Cái uh, hồ sơ thì hiện nay uh, thì ở ban quản lý dự án đã dần hành xong. Chỉ còn chờ là chờ cái uh, đơn vị thiết kế điều chỉnh theo cái góp ý của sở tại sở nông nghiệp, tức là chỗ chi cục uh, mà thủy lợi đó. Thì uh, sau khi điều chỉnh xong thì khoảng chừng 3 15 ngày thì đơn vị ban lý giải sẽ phối hợp với đơn vị sẽ là tiến hành là làm cái đó lại. ngành chức năng khuyến cáo người dân mặc dù tuyến đường sắp được thực hiện gia cố nhưng người dân không nên di chuyển qua đoạn đường sạt lở để tránh tình trạng sạt lở thêm nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính mạng con người nếu trường hợp xấu xảy ra. Phần tin nóng trở lại kê sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Trưa 16 tháng 4, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng gỗ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã gây thiệt hại nhiều tài sản và kết cấu nhà xưởng. Thông tin ban đầu, người dân sống trên đường số 8, Phượng Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nghe nhiều tiếng nổ lớn. Lúc này họ phát hiện xưởng gỗ hơn 100 m2 tại khu vực bốc cháy ngùn ngụt. Lửa bùng phát mạnh, bên trong nhiều vật liệu dễ bén lửa khiến công tác chữa cháy tại chỗ bất thành, thì bẩn nguy cơ cháy lan sang khu dân cư xung quanh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức đã đến hiện trường dập lửa và khống chế đám cháy. Một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, nhiều người dân cạnh chợ Hiệp Phú phát hiện cửa hàng tạp hóa khói bốc lên nghi ngút bên trong nên hô hoáng. Lửa sau đó bùng phát, người dân cầm bình chữa cháy vội nước dập lửa. Nhiều người sợ cháy lan nên vội ôm tài sản chạy ra ngoài. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Triển khai công tác cứu hộ, dập lửa. Khi nhận tại hiện trường, nhiều tài sản hàng hóa đã bị thiêu rụi hoặc cháy xém một phần. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại trong vụ cháy đang được công an thành phố Thủ Đức điều tra làm rõ. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, ngày 16 tháng 4, Ủy ban dân huyện Phú Triền, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với cơ quan liên quan thống kê thiệt hại, tích cực khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo theo lốc xoáy khiến nhiều nhà dân cùng cây trồng bị hư hỏng gãy đổ. Cơn mưa kèm theo lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 15 tháng 4 và trưa 16 tháng 4 tại xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, khiến nhiều nhà dân bị tóc mái, cùng hàng chục hecta đều bị hư hại. Cụ thể, tại thôn Phú Nghĩa, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, một căn nhà của bà Bùi Thị Thơ bị tóc mái, đổ tường gây thiệt hại nặng. Tại thôn Phú Bình Một, nhà dân và nhà văn hóa cũng bị tóc mái, hai hộ dân bị gãy đổ cây điều tại thôn Phú Tâm có 4 gia đình bị gãy đổ cây điều, tổng diện tích trên 10 hecta. Hiện Ủy ban dân huyện Phú Riền đang phối hợp với chính quyền địa phương xã Phú Trung đang tiếp tục thống kê thiệt hại của người dân, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp thiên tai. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, trận mưa dông lốc xảy ra vào chiều tối ngày 15 tháng 4 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nông nghiệp, cơ sở vật chất của nhiều huyện ở khu vực phía đông và đông nam của tỉnh ước tính thiệt hại ban đầu hơn 5,7 tỷ đồng. Mưa dông kèm lốc xoáy đã làm 6 người bị thương, 255 nhà ở bị tốc mái hoặc sập hoàn toàn. Nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Nhiều trụ điện, tường rào cũng bị hỏng ở các huyện phía đông và đông nam của tỉnh Gia Lai. Trong số đó, các địa phương bị thiệt hại, huyện Phú Thiện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 97 ngôi nhà ở ba xã Iê Yê Giang, Ia Yê Hiao và Chorobonan bị tốc máy, đổ sập, một khu vực khác ở trong tỉnh Gia Lai như huyện Đức Cơ, huyện Iagrai cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa dòng lốc. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cấp chính quyền và ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tiểu mục chuyện ngày mới. Thưa quý vị, khởi kịp đối với người bình thường đã khó, với người khuyết tật còn khó gấp nhiều lần. Thế nhưng bằng ý chí và nghị lực, và có nhiều người khuyết tật đã vượt qua khó khăn rào cản để viết tiếp ước mơ cho chính mình. Tiếng một chuyện ngày mới hôm nay mời quý vị cùng đến với câu chuyện của hai cô gái khuyết tật đã tự lập doanh nghiệp xã hội, tạo việc làm cho chính mình và những người cùng cảnh ngộ, giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng. Chị Lưu Thị Hiếu, thành viên của doanh nghiệp xã hội Chạm Vào Xanh, Hà Nội chia sẻ. Tại vì là cái cộng đồng người khuyết tật ở nhà rất là nhiều và mọi người cũng có nhiều thời gian rảnh. Thế nên là bên em mới nghĩ ra là Tại sao mình không làm một cái gì đấy để mọi người sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn và chất lượng hơn? Chị Nguyễn Thùy Chi, đại diện doanh nghiệp xã hội chạm vào xanh Hà Nội cho biết. Thì đối với, với chạm vào xanh thì không bao giờ từ chối các bạn đồng ngành của mình. Cho nên là tất quan trọng là các bạn làm được gì và các bạn muốn làm gì thôi. Và các bạn có thể với những bạn khuyết tật mà các bạn còn còn có thể làm đồ thủ công như đấy là Cái điều em luôn mong muốn chạm vào xanh là dự án mà cô gái trẻ Nguyễn Thùy Chi và Lưu Thị Hiếu đã lập ra với mong muốn tạo ra nhiều sản phẩm thủ công do chính tay người khuyết tật tự làm. Việc vận hành doanh nghiệp không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với người khuyết tật. Thế nhưng hành trình của hai cô gái trẻ đã khẳng định người khuyết tật vẫn có thể thay đổi cuộc đời, khởi nghiệp được nhờ ứng dụng công nghệ và mạng xã hội. Chị Nguyễn Thùy Chi cho biết thêm. Chạm vào xanh nó đơn giản, cái chạm ở đây không phải mang nghĩa là xúc chạm đâu. Chạm, chạm ở đây là mình sẽ tìm được đến nhau, sẽ kết nối được với nhau để mình đi chung một con đường. Đến nay, Chạm Vào Xanh đã bắt đầu đón chào những vị khách đầu tiên. Đặc biệt, lợi nhuận của doanh nghiệp đã đầu tư để vận hành dự án nâng cao năng lực cho chính những người khuyết tật trưởng thành sống độc lập, để các thành viên có thêm động lực yêu bản thân, làm việc nhiều hơn và tạo ra giá trị cho xã hội. Chị Trần Thị Thúy Vinh, tỉnh Nam Định, nói. Ngày xưa thì là rất là tự ti, lúc nào cũng ngồi ở nhà. Nói về công việc của người khuyết tật thì công nhận nó rất là khó khăn. Khoảng 2 hai tuần thì là cũng có sản phẩm để có thu nhập. Thế được khoảng uh, gần một triệu trong 2 tuần thì là cũng cái tinh thần của mình cũng rất là lên rất là nhiều. Dù chặng đường còn nhiều khó khăn trước mắt, Sông Thủy Chi và Lưu Thị Hiếu vẫn nỗ lực viết tiếp giấc mơ cho chính mình và truyền cảm hứng về nghị lực sống cho cộng đồng người khuyết tật người sáng lập chạm vào xanh cho biết sắp tới sẽ cho ra mắt cửa hàng trưng bày các sản phẩm thủ công của người khuyết tật, từ đó mở ra một không gian để người khuyết tật bước ra hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời, hai cô gái cũng mong muốn tìm kiếm các quỹ đầu tư để vận hành dự án nâng cao năng lực cho chính những người khuyết tật trưởng thành sống độc lập, để các thành viên có thêm động lực yêu bản thân, bước ra ngoài và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng xin được khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay một lần nữa ngự bình và phú khánh xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại